Và kế bên là có một tình huống khá nguy hiểm các bạn ơi. Có chiếc xe tăng điều hành đang dựng qua mặt nè. Ồ, các bạn nhìn thấy khoảng cách sát bên luôn nè. Mời các bạn cùng xem nha, tình huống này cũng khá hấp dẫn các bạn. Ồ, thì anh ta kéo của anh đang hạ ra rồi. Ồ, các tình trưởng này chạy cũng quá bạo các bạn ơi. Giờ đây có một chiếc trang trang không mình hiểu các bạn ơi. Ồ, quá khá nguy hiểm. Sát luôn các bạn ơi, sát thằng luôn. Ồ. Còn đây là một chiếc xe lăn bon các bạn, xe lăn bon chở cát. Thì cái chiếc này mình cũng có đăng các bạn xem, và chiếc này nó chưa chở hàng là chiếc tàu kéo ở nó kéo ở. Còn bây giờ nó chở cát thẳm ngoài là cái chiếc tàu kéo nó đi trụ ra đằng sau, đang thấy chiếc tàu kéo nó đang đẩy chạy máy tiếng máy chạy tiếng động cơ chạy. Thì phía trước này là có một anh đi phụ đang chở nó cát lại cho nó đẹp đấy các bạn. Ừ, quá dữ. Thì cái chiếc kéo đó có một con chó nữa các bạn. Và kế bên là có một tình huống khá nguy hiểm các bạn ơi. Có chiếc xe tăng điều hành đang dựng qua mặt nè. Ồ, các bạn nhìn thấy khoảng cách sát bên luôn nè. Mời các bạn cùng xem nha, tình huống này cũng khá hấp dẫn các bạn. Ồ, thì anh ta kéo của anh đang hạ ra rồi. Ồ, các tình trưởng này chạy cũng quá bạo các bạn ơi. Giờ đây có một chiếc trang không mình hiểu các bạn ơi. Ồ, quá khá nguy hiểm. Sát luôn các bạn ơi, sát thằng luôn. Ồ, thịt khối luôn. Ồ, chiếc này sẽ cái màu đỏ đỏ đẹp các bạn. Cái chiếc này đang có một chị phụ nữ các bạn. Ồ, hai thuyền trưởng đang điều khiển. Chiếc này lấy vô lăng bự, lấy cơ các bạn ơi, lấy cáp. Thì hai bên cái mấy bên cái mặt vuông đó các bạn thấy còn dây cáp không? Dây lùi lùi đó. Ừ, quay lại chiếc xe tăng của mặt hồi nãy các bạn ơi, nó qua được rồi. Những tình huống này thì theo mình đi ngày trong nước này thì mình gặp khá là nhiều các bạn. Vì mình lấy máy mình quay để mình chia sẻ cho các bạn nào không biết đó để xem cho vui. Thì nếu mà sang bển là một chiếc cầu dầu bạn đang chen qua mặt chiếc bạn các bạn ơi, chiếc bon chứ mình kêu bằng chiếc bạc chiếc quen miệng các bạn ơi. Thì có bạn vào bình luận là nói kêu chiếc bon hay đúng hơn, thành ra mình sửa lại kêu bằng chiếc bon các bạn, chiếc bon. Thì vẫn là như cũ như mấy chiếc trước. Thì chiếc bon này đã chở hàng quá khẩm rồi, thì chiếc cầu kéo ra là cao phía đằng sau đang đẩy nè. Các bạn nhìn thấy từ xa đằng sau lưng của mình là khá là nhiều xà lan để đợi để các bạn được. Ở phía đằng xa xa ở đằng sau cũng có chiếc xà lan hai cabin rất là lớn các bạn ơi. Hơi xa quá quay nó mời. Để mình tiếp tục quay qua mép xong lại trước các bạn cho nó rõ hơn nha. Thì cái phía mình ở trên thành phố về thì vẫn nối đuôi nhau đi về các bạn. Còn phía miền Tây lên thì hàng hóa chở cát, những xà lan chở cát đang nối đuôi nhau chạy hết luôn các bạn. Đây là chiếc xà lan tự hành các bạn, bản số Vĩnh Long. Thì mình cũng mới tập làm YouTube các bạn ơi. Nếu có gì sai sót thì các bạn cứ comment bên dưới và góp ý để mình sửa chữa các bạn ơi. Nếu các bạn nào yêu thích kênh xà lan miền Tây và yêu thích những cảnh sông nước miền Tây thì hãy cho mình một like và ủng hộ kênh mình nha các bạn. Bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình để kênh mình ngày càng hoàn thiện hơn các bạn ơi. Đây, xà lan trên 100 đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp. Thì các bạn thấy nối đuôi nhau. Thì ra cái đoạn này thì cũng hơi trống rồi các bạn ơi, thông thoáng rồi. Và hiện giờ thì cái chiếc xà lan cắm ở phía sau, chiếc xà lan hai bên các bạn ơi đang chen qua mặt mình nè. Mời bạn cùng xem nha. Chúng ta đang nhóm ra trịch khối luôn nè các bạn. Những tình huống này thì đối với mình thì khá là bình thường các bạn. Gặp hoài. Quay để chia sẻ lên các bạn nào thích về sông nước xà lan trên bàn xe bằng thuyền trưởng kìa. Ui, giờ có chúng này đang vệ sinh cái cho nó sạch ở trên cái nắp hầm các bạn.
mà nhìn thấy mấy cái đoạn cọ nước này dọc nước chạy tốc độ khá là mạnh rồi, mà nên là cái ống nước chạy điện nó còn chơi này đó các bạn thấy cái bu máy của em là bu động cơ đó nhỏ nghe không biết đi tay. Và kế một bên đằng sau này có một chiếc xe lăn lỗi đang chuẩn bị qua mặt mình các bạn ơi, đang bị vượt á. Bạn nhìn thấy cái chạy vẹt nước rồi các bạn. Quá đẹp. Đây mình thấy đẹp không, theo các bạn nào không thích xe lăn thì thấy nó không có đẹp đâu. Cây neo nó dính một đống rác các bạn ơi. Bạn xem, ở bên sau chiếc lại cát các bạn, cát một bên luôn các bạn ơi. Chiếc này khá lớn các bạn ơi. Đây mình nghe tiếng máy là tiếng máy của Cumin các bạn ơi. Tiếng máy động cơ Cumin nó có đặc trưng riêng của nó các bạn. Nghe là biết liền à. Wow, chúng ta chở khá là khẩm nha. Thì thường thường là mấy chiếc xe lan cát chở cát là chở phần đa số là chở khẩm gì các bạn mới có khối lượng. Máy nó chạy kiếm nổ ta để nhiệt chạy hino các bạn ơi. Phía đằng sau mình là một chiếc xe lan hai cabin khá là lớn các bạn, đang chuẩn bị bóp càng để xin qua mặt các bạn ơi. Anh ta bóp hai tiếng càng để xin vượt các bạn. Còn phía đằng trước này là vẫn là một chiếc tàu kéo đang ủi chiếc bon cát các bạn ơi. Thì đóng cát này mấy anh này chưa có sửa đóng cát thành ra nó hơi xấu xí tí các bạn. Còn những đóng cát mà mấy anh sửa vuốt láng rồi nhìn thấy nó rất là đẹp. Ồ chiếc cát này bằng gỗ các bạn ơi. Ở dưới cái lườn ở dưới sơn màu xanh các bạn. Nhìn khá là bắt mắt. Anh thuyền trưởng đang ngồi điều khiển các bạn. Thì tiếng máy này cũng giờ là vẫn là động cơ Cumin các bạn ơi. Các bạn xem video nhớ cho mình một like nha các bạn. Và bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển các bạn ơi. Và mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Tại vì tới đoạn này thì có những anh cảnh sát giao thông đường thủy vì có chút vấn đề ấy mình không dám quay các bạn ơi. Thì mình xin quay cho các bạn xem cái chiếc xe lăn này qua mặt mình, cái nữa thì mình kết thúc video các bạn. Thì nãy giờ thì cái anh bên chiếc xe lăn này thì của An Giang quá, ảnh bóp hai tiếng càng để ảnh xin qua bên trái này các bạn. Bây giờ ảnh đang vượt. Và bên xe lăn bên đây thì có một chị nữ đang canh tàu để qua mặt các bạn. Ô xe lan biển số anh các bạn ơi, biển số rất là đẹp. Xe lan mạng 2m4 luôn, 3m4 các bạn ơi, xin lỗi 3m4. Và vẫn là chiếc này lái hai cái pin các bạn. Chiếc này hai pin lái mũi các bạn ơi. Trên đó bên mấy anh bên xà lan anh có trồng dao làm gì các bạn. Thì cũng như mình đã nói lúc nãy là tới đoạn này có trạm cảnh sát giao thông đường thủy hoạt động đi từng các bạn, nên mình tránh cái tình trạng mà quay trúng máy ảnh. Hôm nay mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Và mình xin hẹn lại các bạn trong clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.